Xin mến chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Nguyên Xe Cúp. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá cái phần thú vị của cái moving show. Thì thông thường trong tất cả những cái sản phẩm của xe Honda Cúp á, thì ở trên sản phẩm thông thường nó sẽ có đắt 5 và nó có chữ Made in Japan đó. Thì ở trên cái cọng dây moving show này nè, nó sẽ có một nơi có cái đắt 5 mà từ hồi giờ anh em sẽ không bao giờ biết. Mình đảm bảo tất cả những anh em dân chơi xe cúp từ hồi giờ không bao giờ biết, mà toàn là mình chia sẻ những cái kinh nghiệm khám phá của mình ra, xong rồi anh em mới bắt đầu mới đi kiếm không. Thì đây các bạn biết cái cục mô bên sườn nó có đắt 5 không? Thông thường trên cái xe cúp chúng ta coi cái đắt 5 của xe là coi trên cái niềng, coi trên cái vành của cái niềng nha. Nó sẽ có hai mặt, một cái là in bên ngoài, một cái là in mặt trong của cái niềng của cái vành xe cấp. Riêng cộng mô bình sườn, điều thú vị của cái mô bình sườn là ở trên cái đầu cọng dây này, các bạn. Cọng dây nó sẽ có cái đắt 5 nha. Ví dụ như cái chụp buri, thì cái chụp buri zin á, bên trong nó sẽ có chữ da băng đây, các bạn thấy nó có chữ da băng không? Đó có nghĩa là cái chập origin các bạn. Và đối với cái chập, khi chúng ta mua được cái chập origin rồi, chúng ta coi thử cái miếng cao su, hai cái miếng cao su này có zin hay không. Khi mà nó zin á thì nó sẽ kín và nước nó không có vô, và cái miếng cao su này nó kín nè, thì nó cũng sẽ kín ở trong cái buri và nước nó không lọt trong buri. Thì khi chúng ta chạy xe bị ngập nước thì buri chúng ta không bao giờ cháy máy. Chỉ cần nước mà nó lọt trong đầu buri là nước nó sẽ lẹo ra ngoài sườn, là nó sẽ bắn tia lưu điện bên ngoài. Còn nếu mà nó kín thì điện nó sẽ chạy ở trong thôi, làm cái máy của bạn nó không bao giờ tắt. Xe không bao giờ tắt máy khi ngập nước là do cái chụp buri này rồi. Quan trọng nha. Đó, thì với điều kiện cái chụp này phải zin, cái này nó phải zin luôn thì nó mới kín được nha. Cái cọng dây này nó có đắt 5, các bạn phải kéo nhẹ cái cọng dây này xuống, nó nằm trong đây. Đây các bạn thấy nó có đắt 208 không, 208 đây nè, đó nó có cái đắt 208.